Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một video clip về cách làm đậu hũ nhé, cách làm đậu phụ ấy các bạn. Với cái cách làm này thì cực kỳ đơn giản và không cần phải sử dụng thạch cao, chúng ta vẫn có thể làm ra được những cái miếng đậu như thế này, rất là ngon và thơm nữa, thơm mùi đậu tương, đậu nành và nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và đây là một cái món ăn chay rất là ngon. Và bây giờ thì các bạn cùng thực hiện với mình các bạn nha. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một video clip về làm món đậu phụ các bạn nhé. Nếu như các bạn ngại đi mua ở ngoài hàng và các bạn muốn ăn đậu phụ do chính tay mình làm thì các bạn có thể tự chuẩn bị nha. Nguyên liệu thì cực kỳ đơn giản, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 200 g đậu nành khô các bạn nhé. Đậu nành này thì các bạn sẽ mua ở ngoài tiệm ấy, cửa hàng rất là nhiều. Giấm gạo này, giấm gạo các bạn nha, và một thìa muối tinh này các bạn nhé. Đó, và bây giờ thì mình cùng thực hiện cái món này các bạn nhé. Để làm được cái đậu hũ này thì cái đậu nành hạt sau khi mà các bạn mua về ấy, thì các bạn sẽ ngâm cho mình trong nước, các bạn sẽ ngâm trong nước khoảng 8 đến 10 tiếng, nhưng mà tốt nhất là các bạn nên ngâm để qua đêm ấy. Mình làm qua đêm thì cái thời gian mình không phải chờ sau khi mà mình ngâm xong thì sáng hôm sau mình dậy thì mình làm. Và bây giờ thì mình sẽ đem đi mình rửa cái này và mình cùng làm các bạn nhé. Đậu nành sau khi mà các bạn mua về thì các bạn sẽ rửa qua cho mình. Các bạn sẽ rửa qua nhá, để cho nó sạch hết cái phần bụi bẩn đi. Và sau đó thì các bạn đổ chất cái phần nước đi, những cái phần vỏ nó còn ở trong này thì nó cũng tan đi này, nó cũng chảy đi. Và bây giờ thì các bạn sẽ ngâm đậu nành cho mình qua đêm các bạn nha. Và sáng hôm sau, sau khi mà đậu nành nó đã xong hết cái phần vỏ này ra rồi thì mình sẽ cùng thực hiện cái món này các bạn nhé. Làm rất là dễ, rất là đơn giản thôi. Sau khi mà các bạn đã ngâm cái đậu tương này qua đêm rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái phần vỏ nó sẽ dễ tách ra như thế này này. Thì bây giờ các bạn sẽ rửa sạch và tách cái phần tách hết cái phần vỏ này ra các bạn nhé. Các bạn sẽ vo mạnh để cho cái phần vỏ nó bị tách ra, sau đó thì mình bỏ hết cái phần vỏ đi và nghiền. Làm đậu hũ theo cái cách này thì nó sẽ rất là đơn giản, nó không khó một chút nào ấy các bạn. Sau khi mà các bạn vò để cho cái phần vỏ nó bị tách ra như thế này rồi ấy, thì lát nữa sau khi mà các bạn lọc sạch nó đi ấy, thì mình sẽ cho cùng với 400 ml nước, sau đó thì các bạn sẽ xay ra, xay để cho nó nhuyễn ra ấy. Các bạn sẽ dùng máy xay sinh tố các bạn nhé. Đó, các bạn bóp mạnh để cho nó tách ra như thế này này. Để lát nữa mình sẽ bỏ cái phần vỏ này đi các bạn nha. Sau khi mà các bạn ngâm qua đêm thì nó sẽ rất là dễ tách vỏ. Bởi vì nhà mình ít người cho nên là mình chỉ làm 200 g thôi. Còn nếu như mà các bạn vào nhà đông người một chút thì các bạn có thể làm nhiều hơn nhá. Sau khi các bạn đã bỏ xong cái phần vỏ rồi thì bây giờ các bạn sẽ đi để rửa sạch và để ráo nước cho mình nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng xay các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ đem đi để mình lọc bỏ cái phần vỏ đi nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ cho thêm nước vào, sau đó thì nó sẽ tràn cái phần vỏ ra nhá. Mình sẽ lọc để cho nó bỏ cái phần vỏ đi. À,
bây giờ thì các bạn sẽ cho ra một cái chỗ nhá, và mình lọc thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều ấy. Sau khi mà các bạn đã đãi xong cái vỏ rồi thì các bạn sẽ để ráo nước cho mình để đem đi, để mình đem đi để mình xay các bạn nha. Bây giờ để xay đậu nành thì các bạn chuẩn bị cho mình nước này, máy xay nhá, và chuẩn bị cho mình một cái đun chậu hoặc là một cái tô lớn, tô sạch ấy, để lát nữa các bạn sẽ cho đậu nành vào đây để mình lọc qua nha. Bây giờ các bạn sẽ cho nước vào để xay nhé. Các bạn xay càng nhỏ nhuyễn càng tốt. Sau khi mà các bạn đã xay, các bạn sẽ nhìn là nó nhuyễn như vậy rồi ấy, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái dây lọc nhá, dây lọc hoặc là cái khăn xô, khăn vải xô hoặc là một cái khăn bằng vải cốt tông để chúng ta có thể lọc. Nhưng mà trước hết thì các bạn sẽ lọc bằng dây lọc trước. Sau đó thì các bạn sẽ xay lại ấy. Mình sẽ lọc qua trước bằng cái dây lọc này, sau đó thì các bạn sẽ lọc tiếp lại bằng cái khăn xô này để cho nó hết cái phần cái ấy các bạn. Giờ thì mình sẽ cho cái phần cái này vào để mình xay lại một lần nữa để cho cái phần đậu nành của mình nó ra hết các chất hết các bạn. Khi mà các bạn xay lại thì các bạn cho thêm chút nước vào nhé, mình xay cho nó thật là nhuyễn đấy để nó ra hết các chất đi. Mình sẽ bỏ qua một bên.
Vào cái phần đậu nành còn lại thì các bạn sẽ xay tương tự cho mình nhé. Mình xay lại nốt cái phần này. Sau khi mà các bạn đã nghiền nghiền hết rồi ấy, thì mình các bạn cứ nghiền đi nghiền lại cho mình từ 1 đến 2 lần cái bã này nhá. Để cho nó ra hết các cái chất ở trong đậu ấy, trong cái đậu hũ này, trong cái đậu đậu nành ấy. Đó. Sau đó thì sau khi mà các bạn đã lọc xong bằng cái dây lọc này rồi thì các bạn sẽ sử dụng cái khăn xô này để lọc lại một lần nữa cho mình, hoặc là các bạn sử dụng cái vải cốt tông ấy để mình lọc lại cho nó sạch, không còn những cái cắn, những cái bã này các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã lọc xong bằng cái dây lọc rồi ấy, thì các bạn sẽ cho cái khăn xô lên trên và chuẩn bị cho mình cái nồi nấu luôn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ lọc, lần này các bạn lọc là xong luôn này. Các bạn sẽ tráng lại cái đó, các bạn sẽ tráng lại cái này. Các bạn cứ để cho nó chảy xuống tự nhiên nhé. Sau đó thì mình sẽ bóp lại sau ấy. Bây giờ thì các bạn sẽ tùm nó lại. Mình tùm nó lại, sau đó thì các bạn sẽ vắt. Đầu tiên thì các bạn cứ để cho nó chảy trước nhá. Sau đó thì mình mới bóp ấy, thì nó không bị chảy ra ngoài. Khi mà các bạn đã lọc qua bằng cái dây lọc rồi thì lần lọc lại này nó sẽ dễ hơn rất là nhiều ấy. Và cái bã này thì các bạn đừng bỏ đi nhé, mình để tưới cây ấy, thì nó sẽ rất là tốt. Sau khi mà các bạn đã lọc xong rồi ấy, thì mình sẽ cho cái nước này gọi là nước sữa đậu này các bạn này. Bây giờ mình sẽ đem cái sữa đậu này đi để mình đun nhá. Nhưng mà tuy nhiên là bởi vì cái sữa đậu này nó rất là nhanh cháy và nó dễ bị cháy, cho nên là các bạn sẽ đun ở lửa nhỏ cho mình nhá. Lửa thật là nhỏ thôi. Và không để cho nó sôi bùng to ấy. Bây giờ thì mình bắt đầu nấu nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành nấu nhé. Tuy nhiên thì các bạn sẽ nấu ở lửa nhỏ cho mình. Và các bạn sẽ khuấy đều tay, các bạn sẽ khuấy đều luôn nhé. Mình nếu như các bạn mà không khuấy thì nó sẽ rất dễ bị cháy ở dưới đáy nồi ấy. Cho nên là các bạn sẽ khuấy đều lên cho mình như thế này. Các bạn khi nào mà nó sôi nhẹ lên, có bọt thì các bạn sẽ vớt bọt đi nha. Các bạn lưu ý nhé, khi mà các bạn nấu cái sữa đậu này thì các bạn cái nước đậu này thì các bạn sẽ nấu cho mình ở lửa nhỏ, và mình cứ các bạn cứ khuấy cho mình như thế này, liên tục như này nhá. Nếu không là nó rất dễ bị cháy ở dưới đáy nồi ấy, và tuyệt đối là mình sẽ nấu ở lửa nhỏ nha. Nó hơi mất thời gian ở cái công đoạn nấu này một chút thôi, nhưng mà để đậu của mình nó không bị cháy, không có mùi và nó ngon ấy, thì các bạn nên nấu ở lửa nhỏ nhé. Các bạn đun khi mà thấy đậu cái nước đậu của mình nó gần sôi rồi thì các bạn cứ đảo liên tục cho mình như thế này nhé. Các bạn lưu ý là cái đậu hũ này nó rất là dễ cháy, cho nên là các bạn đảo liên tục cho mình để nó không bị cháy. Và nó có bọt thì lát nữa khi mà nó sôi, bắt đầu sôi nhẹ lên rồi ấy, các bạn đừng để nó sôi bùng lên nha.
Mình để sôi nhẹ thôi, sau đó mình sẽ tắt bếp và vớt bọt. Sau đó thì các bạn sẽ pha giấm này, 4 muỗng canh giấm với cả một muỗng muối. Sau đó thì các bạn pha thêm một chút nước để mình cho vào cái hỗn hợp mà này để nó kết tủa ấy các bạn. Và mình sẽ sử dụng cái đậu kết tủa đó để mình ép thành cái đậu ấy. Cách làm rất là đơn giản đúng không các bạn? Nhưng mà mình chỉ mất thời gian ở cái công đoạn mình nấu như vậy. Mình phải nấu ở lửa nhỏ này. Và chú ý là để nó không bị cháy thì đậu của mình nó sẽ có một cái mùi thơm rất là thơm và ngon nữa. Đó, khi các bạn thấy cái nồi nước đậu của mình nó sôi lăm tăm như vậy rồi. Các bạn thấy không ạ? Nó đang sôi lăm tăm này các bạn này. Thì bây giờ thì các bạn sẽ tắt bếp cho mình và vớt cái phần bọt này đi nhé. Đó, các bạn để lửa nhỏ thì nó sẽ sôi lăm tăm và nó không bị bùng lên. Nếu như để cái này nó bùng lên thì nó sẽ bị trào ra ngoài và rất dễ là bị cháy, làm cho cái đậu của mình nó không còn mùi thơm nữa. Mùi đậu rất là thơm rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt bọt ra nhé. Các bạn sẽ vớt sạch cái phần bọt này đi cho mình. Sau khi mà vớt bọt xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha giấm để mình cho vào đây để cho nó kết tủa. Sau đó thì mình sẽ dùng cái kết tủa, cái đậu kết tủa đó để mình ép thành cái miếng đậu ấy. Và cái cách này thì không cần phải dùng đến thạch cao, bởi vì thạch cao là nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta ấy, các bạn. Đó, sau khi mà vớt bọt xong thì mình sẽ đi pha nước giấm nha. Các bạn sẽ cho một thìa cà phê muối nhé và 4 thìa canh giấm. Đó là khi các bạn làm với 200 g. Còn nếu như mà các bạn làm nhiều hơn thì các bạn tự cân nha, tự cân cái lượng giấm và muối để mình cho vào ấy. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ cho thêm cho mình 2 muỗng canh nước, mình hòa tan. Sau đó thì mình sẽ cho vào cái nồi đó. Các bạn khuấy tan lên, sau đó thì mình sẽ cho vào nồi đậu để cho nó kết tủa. Khi mà các bạn cho cái nước giấm muối này vào thì các bạn sẽ chờ trong vòng khoảng 5 phút là nó kết tủa các bạn nhé. Sau khi các bạn đã pha cái hỗn hợp này xong thì các bạn sẽ cho vào cái nồi đậu nành nhé. Và các bạn sẽ khuấy đều lên để cho cái đậu nành này nó kết tủa. Các bạn sẽ chờ cho mình trong vòng 5 phút nhé. Các bạn khuấy đều để hỗn hợp này nó hòa với cả. Các bạn đã thấy là đậu nành của mình nó đang kết tủa rồi. Nhưng mà các bạn sẽ chờ khoảng 5 phút để cho đậu nành nó kết tủa hết các bạn nha. Đó, mình sẽ chờ 5 phút nhé. Trong lúc chờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái rổ này và một cái khăn xô để lát nữa các bạn sẽ vớt cái phần đậu kết tủa vào đây. Sau đó thì mình sẽ ép đậu nhá. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái bát nhá để mình hứng ở dưới rổ ấy. Thì khi mà các bạn múc cái đậu nành vào thì nó sẽ không bị cái phần nước nó chảy vào đó luôn. Đó, bây giờ các bạn sẽ múc vào đây nha. Sau đó thì các bạn chỉ cần dùng một cái vật nhẹ mình để lên trên để mình ép ấy. Bây giờ các bạn sẽ dùng cái đĩa để mình đặt lên trên nhé, để ép cái phần nước thừa nó còn lại trong này và làm miếng đậu của mình nó chặt hơn.
Tuy nhiên là các bạn không nên ép nặng quá nhé, bởi vì các bạn nếu như các bạn ép nặng quá thì cái miếng đậu của mình nó sẽ bị khô. Giờ các bạn đặt cái đĩa lên trên nha. Khi mà các bạn đặt cái đĩa lên trên này thì các bạn chỉ cần để cho mình khoảng 30 phút đến 1 tiếng là mình đã có cái đậu ăn rồi ấy. Đó, các bạn sẽ thấy là ở phần dưới này nước nó ra rất là nhiều này. Bây giờ thì mình sẽ đổ cái nước ở dưới đi và để đây để cho nó chảy tiếp nhé. Các bạn sẽ đổ cái nước ở dưới đi và tiếp tục để cái rổ này lên nhé, để cho cái phần nước nó chảy xuống dưới ấy. Và mình sẽ chờ khoảng 30 đến 45 phút nữa là mình sẽ có đậu ăn nha các bạn. Sau khi mà các bạn để cho mình được 45 phút rồi thì các bạn sẽ bỏ các cái đĩa này ra nhé. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ lật ra để mình xem là đậu hũ của mình đã được chưa nha. Các bạn nếu như các bạn mà thấy nó chặt rồi ấy, thì là đậu hũ của mình được nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nó rất là chặt tay rồi này các bạn này. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ra nha. Bây giờ thì mình sẽ lật nó ra các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy là cái miếng đậu của mình nó rất là chặt tay như thế này. Tuy nhiên thì cái đậu mà mình làm khi mà không có thạch cao ấy, thì các bạn sẽ thấy là đậu nó chặt lại, nhưng mà nó không được mịn và nó không được bóng, nó không được sánh đẹp như ở ngoài hàng ấy. Cho nên là nếu mà có thời gian rảnh mà các bạn muốn ăn đậu ấy, một tuần mình ăn 1-2 bữa đậu thì các bạn cũng nên tự làm để ăn rất là ngon này các bạn này. Đó. Nếu như mà các bạn có cái rổ nhỏ hơn, mình ép dày hơn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ cho ra một cái đĩa nhé. Mình sẽ úp ngược lại. Đó. Và bỏ ra là mình đã có một cái đĩa đậu hũ tự làm. Đó, rất là đẹp đúng không các bạn? Đó. Và đậu thì rất là chặt tay. Bây giờ thì mình sẽ dùng dao mình cắt thử cái miếng đậu này ra nhé các bạn nhé. Đậu hũ tự làm thì nó sẽ không được mịn và nó không được như ở ngoài hàng ấy, nhưng mà nó rất là đảm bảo cho sức khỏe của mình các bạn. Mình sẽ lấy một cái miếng ở giữa để cho các bạn xem nhé. Bởi vì mình làm bằng cái rổ ấy. Đó, các bạn sẽ thấy là cái miếng đậu phụ của mình nó... Nó vừa chắc mà nó vừa thơm, mùi rất là thơm các bạn ạ. Và ăn thì cực kỳ đảm bảo nha. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video clip tiếp theo nha. Với 200g như thế này thì mình sẽ làm được một đĩa đấy. Vậy là mình đã có thành quả một cái đĩa đậu hũ như thế này, rất là đẹp mắt đúng không các bạn?